quả sung hỗ trợ điều trị sỏi thận là một bài thuốc mà từ lâu dân gian đã truyền lại. Với cách sử dụng quả sung khá là đơn giản thì bệnh sỏi thận dường như chẳng còn là điều đáng lo ngại nữa. Tuy nhiên thì dù bài thuốc có hiệu nghiệm đến đâu thì mọi người cũng không thể chủ quan. Để có được một sức khỏe tốt thì chúng ta nên cần có một chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp. Dù sao thì phòng bệnh vẫn tốt hơn là để chữa bệnh. Bệnh sỏi thận là một căn bệnh rất là thường gặp ở nhiều người, nhưng có lẽ ai cũng biết khả năng điều trị bệnh không hề dễ chút nào. Ngoài việc điều trị sỏi thận bằng phương pháp Tây y thì như là dùng thuốc để đánh tan sỏi, phẫu thuật, thì ngày nay phương thức điều trị sỏi thận bằng Đông y cũng không kém phần hiệu quả. Bệnh sỏi thận thường được hình thành từ các thói quen như là ngồi nhiều, ít uống nước, uống sữa bổ sung canxi, dùng thuốc, vân vân. Biểu hiện của sỏi thận thì thường như là không phát hiện liền, chỉ biểu hiện có các cơn đau như là đau khi đi tiểu hay là hoặc là đái ra máu. Quả sung thì là một quả rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày, từ lâu đã được Đông y sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận mà không cần phải phẫu thuật. Để biết thêm chi tiết về quả sung khô thì các bạn hãy liên hệ với cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi vào số là 0904079719.